Công an phục hồi điều tra vụ bà Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên. Sau khi có kết quả giám định, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phục hồi điều tra vụ bà Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên ngày 24 tháng 9 liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên sinh năm 1975 lừa đảo và làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm trong vụ việc này để tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó Bà Nguyễn Phương Hằng đã tố ông Yên có hành vi lừa đảo và làm dụng chiếm đoạt tài sản. Vụ việc được phát hiện vào năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, trước đó bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn đến công an thành phố Hồ Chí Minh tố cáo ông Yên. Tuy nhiên do chưa có kết quả giám định nên ngày 18 tháng 7, công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Trong đơn tố cáo, bà Hằng yêu cầu khởi tố vụ án hình sự Điều tra ông Võ Hoàng Yên vì bà cho rằng ông này chiếm đoạt của bà hơn 200 tỷ đồng thông qua hoạt động cứu trợ đồng bào miền Trung, việc xây dựng một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận và một số hoạt động khác. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng thông báo đến bà Hằng về việc phục hồi điều tra này. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.